Tòa án Nhân dân tỉnh Hòa Bình đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử đối với bị cáo về tội giết người. Bị đánh khi đi đòi nợ, hung thủ gọi điện cho bạn vác dao tới chém người nguy kịch gây phẫn nộ. Trong khi đó tại Quảng Nam, thi thể đôi nam nữ được tìm thấy vào sáng ngày 21 tháng 9. Qua điều tra ban đầu, đôi vợ chồng trẻ mới đính hôn đã tử vong để lại bức thư tuyệt mệnh. Cơ quan công an đang vào cuộc làm rõ sự tình. Cuối cùng là một kỳ án đầy mâu thuẫn, xác chết trên cánh đồng. Chỉ vì lòng tham, một cựu quân nhân đã dùng súng sát hại đồng đội của mình để trốn nợ. Bí ẩn ba nén hương lạ trên mộ nạn nhân đã vạch mặt hung thủ gây án. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với bản tin An ninh pháp luật ngày hôm nay. Và sau đây là bản tin chi tiết. Bị đánh khi đi đòi nợ, gọi điện cho bạn vác dao tới chém người. Khi tới nhà người phụ nữ để đòi nợ, giữa đôi bên xảy ra cãi vã. Hai người đàn ông đã bị đuổi đánh, bực tức về việc này. Nhóm đã gọi thêm bạn vác dao tới ứng chiến, chém đối thủ nguy kịch. Ngày 21 tháng 9, Tòa án Nhân dân tỉnh Hòa Bình mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Bùi Tuấn Đại, sinh năm 2002, trú tại thôn Quèn Thị, xã Cao Dương, Lương Sơn, Hòa Bình về tội giết người. Theo hồ sơ vụ án, trưa ngày 30 tháng 4 năm 2020, Nguyễn Văn Hoạch, sinh năm 1979, trú tại xã Hợp Tiến, Mỹ Đức, Hà Nội, và Nguyễn Văn Thành, sinh năm 1986, trú tại xã Hợp Thanh, Mỹ Đức, Hà Nội, đến nhà chị Nguyễn Thị Huế, sinh năm 1979, trú tại thôn Om Làng, Cao Dương, Lương Sơn, Hòa Bình để đòi nợ. Lúc này, trong nhà con nợ có anh Nguyễn Văn Điện, sinh năm 1974, trú tại xã Liên Sơn, Lương Sơn. Giữa đôi bên xảy ra mâu thuẫn, dẫn tới ẩu đả, khiến Thành và Hoạch bị thương. Hai người phải dìu nhau chạy đến khu mỏ đá thuộc thôn Om Làng. Âm ức vì bị đánh, Thành đã gọi điện cho Bùi Tuấn Đại cầu cứu. Ngay sau đó, Đại chạy về nhà lấy một thanh dao tự chế rồi phi xe máy đến hiện trường ứng chiến. Sau khi hội quân, cả nhóm quyết quay lại tìm Điện để ăn thua. Thấy Điện, Thành đã dùng gạch ném nhưng không trúng và tiếp tục bị đối thủ dùng ống tuyếp nước phản công. Lúc này, Bùi Tuấn Đại đã nhảy ra dùng đao chém thẳng vào đầu anh Điện khiến nạn nhân gục ngay tại chỗ. Gây án xong, cả nhóm nhanh chân rời khỏi hiện trường. Anh Điện được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Nạn nhân thoát khỏi lưỡi hái tử thần nhưng bị tổn hại 54% sức khỏe. Sau khi vụ việc xảy ra, Nguyễn Văn Thành đã bỏ đi khỏi nơi cư trú. Cơ quan điều tra đã phát lệnh truy nã đối với Thành để xác minh, làm rõ xem xét xử lý sau. Tại phiên tòa sơ thẩm, Bùi Tuấn Đại đã thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình. Tính đến thời điểm phạm tội, Bùi Tuấn Đại mới 17 tuổi 6 tháng. Xem xét toàn diện vụ án, hội đồng xét xử đã tuyên phạt Bùi Tuấn Đại mức án 8 năm tù về tội giết người theo điểm N khoản 1, điều 123 Bộ luật hình sự. Về trách nhiệm dân sự, buộc phía bị cáo phải có trách nhiệm bồi thường số tiền 120 triệu đồng cho phía bị hại. Đối với hành vi xô xát đánh nhau giữa các đối tượng, cơ quan điều tra đã có văn bản chuyển hồ sơ đến Ủy ban Nhân dân xã Cao Dương để xem xét xử lý theo thẩm quyền. Đôi trẻ vừa đính hôn tử vong, bí mật thư tuyệt mệnh. Thi thể đôi nam nữ đó đã được tìm thấy lúc 9 giờ sáng ngày 21 tháng 9 ở đập Khe Tân, xã Đại Thạnh, huyện Đại Lộc, Quảng Nam. Nạn nhân là anh Trịnh R, 26 tuổi, ở xã Đại Tân và chị Nguyễn Thị Kim V, 25 tuổi, ở xã Đại Thanh cùng huyện Đại Lộc. Vào sáng ngày 21 tháng 9, người dân địa phương phát hiện tại đập Khe Tân, Đại Thạnh có một xe máy, điện thoại di động, hai đôi dép, ví đựng tiền bên trong có hơn 3 triệu đồng cùng một lá thư nhưng không thấy người. Sau khi tìm kiếm, người dân phát hiện hai người đã tử vong dưới đập. Giữa R và V mới đính hôn được 2 tháng nay. Do địa bàn xã thuộc huyện miền núi nên R và V đều đi lên thành phố lớn lập nghiệp. Theo người dân cung cấp thì đôi bạn trẻ này bán hàng online ở thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian gần đây, trước tình hình dịch bệnh phức tạp nên họ mới về quê để tránh dịch. Sau khi thi thể đôi nam nữ được tìm thấy, người dân còn phát hiện thư tuyệt mệnh của nạn nhân để lại. Trong thư, họ nói mình bị lừa. Nhận xét thêm về hoàn cảnh của nạn nhân, đại diện Ủy ban Nhân dân xã Đại Thạnh chia sẻ, điều kiện kinh tế của đôi nam nữ này cũng không khá giả, họ đều là người hiền lành, ngoan ngoãn, đối xử với hàng xóm rất tốt và đều làm ăn lương thiện. Cũng không hiểu nguyên nhân vì sao họ lại làm như vậy. Tại hiện trường, tay của R và V được buộc vào nhau, còn khu vực xảy ra sự việc vắng nhà dân sinh sống. Liên quan đến sự việc, trao đổi với báo chí, một người nhà nạn nhân kể lại rằng trong quá trình làm ăn buôn bán, cặp đôi này có thua lỗ dẫn đến nợ nần. Một nguồn tin cho biết, thư tuyệt mệnh được đôi nam nữ để lại với lời nhắn xin lỗi ba mẹ hai bên và cho biết không có khả năng trả nợ. Hiện thi thể của hai nạn nhân đã được bàn giao cho người nhà lo hậu sự. Kỳ án xác chết trên cánh đồng, kẻ nhận vơ tội giết người và ba nén hương lạ trên mộ nạn nhân đã vạch mặt hung thủ gây án.
Như đã đề cập ở phần trước, gần Tết năm 1981, Công an tỉnh Thái Bình nhận được thông tin từ Ban điều tra hình sự của một sư đoàn đóng quân tại Đắk Lắk. Nội dung cho hay, có đối tượng là Vũ Xuân Tê, sinh năm 1960, ở huyện Kiến Sương, Thái Bình, là công nhân quốc phòng, khai nhận gây ra vụ việc giết người tại Thái Bình. Tê khai nhận trước khi bị bắt về tội trộm cắp tại đơn vị, vào cuối tháng 10 năm 1981, hắn đã sử dụng khẩu súng AK bắn chết một bộ đội để cướp tài sản. Đứng trước thông tin này, các cán bộ phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Bình rất băn khoăn, nửa lo nửa mừng. Ngay lập tức, ban chuyên án cử trinh sát vào khu vực Tây Nguyên để di lý đối tượng về Thái Bình. Năm 1981, việc đi lại từ Thái Bình vào Tây Nguyên vô cùng khó khăn. Các trinh sát sang ga Nam Định, từ đây canh bắt tàu vào thành phố Hồ Chí Minh rồi đi thêm một chặng ô tô nữa để lên Đắk Lắk. Đối tượng T được tiếp nhận và di lý về Thái Bình an toàn. Tuy vậy, trong các cuộc lấy cung, điều tra viên nhận thấy những lời khai của T rất chung chung. Những thông tin T miêu tả đều là thông tin mà Công an tỉnh Thái Bình công bố công khai, phục vụ mục đích truy tìm tung tích nạn nhân. Nhận định rất có thể T khai láo. Các điều tra viên tập trung đấu tranh dứt khoát. Cuối cùng T thừa nhận anh ta chẳng gây ra vụ giết người nào cả. Việc nhận vơ tội trạng là do anh ta ăn cắp tại đơn vị, bị bắt giam và muốn được giam gần nhà ở Thái Bình để cho việc tiện thăm nuôi. Vậy là vụ án một lần nữa lại đi vào ngõ cụt. Nhiều tháng trời, các cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Thái Bình vẫn tiếp tục lặn lội khắp nơi, dò hỏi, xác minh từng thông tin nhỏ nhất về hành tung của nam thanh niên xấu số. Cận Tết, những thông tin lần lượt trôi đi trong vô vọng. Chiều 29 Tết, ban chuyên án bất ngờ nhận được thông tin cơ sở báo về là một mộ của nạn nhân đã có ai đó đến xới cỏ gọn gàng, lại còn thắp ba nén hương. Tình tiết này đặt ra giả thiết, ai đã làm điều này, mục đích là gì? Liệu họ có quan hệ hay biết gì về tung tích nạn nhân? Ngay lập tức, các tổ trinh sát đã cử xuống địa bàn để theo dõi. Cuối cùng, các trinh sát cũng tìm thấy người đã đến thắp hương cho mộ nạn nhân, đó là ông Vũ Văn Tê, trú tại xã Vũ Ninh, huyện Kiến Sương, Thái Bình. Qua xác minh, ông Tê có một người con rể là Bùi Quang Chiêm, sinh năm 1960, ở xã Vũ Quý. Chiêm đi bộ đội và đóng quân tại Nghệ An. Đến tháng 12 năm 1981, Chiêm phục viên về địa phương. Sự xuất hiện của Chiêm và bộ quần áo bộ đội của nạn nhân xấu số bắt đầu mở ra một hướng điều tra mới. Lúc này, Chiêm trở thành tình nghi số 1. Một bất ngờ lớn xảy ra ngay sau đó, trong khi các trinh sát đang tập trung xác minh về Chiêm, thì chị Vũ Thị C, vợ Chiêm, đến trình báo chồng mình uống thuốc sâu tự tử và đã chết. Ly kỳ hành trình vạch mặt hung thủ. Cái chết của Chiêm, đối tượng tình nghi số 1 của vụ án đã khiến nhiều cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Thái Bình bất ngờ. Tuy vậy, có vẻ như đó là lời khẳng định chắc chắn hơn cho sự dính líu của đối tượng đến vụ án. Một tổ công tác được cử vào Nghệ An, đến đơn vị của Chiêm để xác minh. Tại đây, các anh thu thập được nhiều thông tin rất giá trị. Theo thông tin đơn vị cung cấp, thì Chiêm do vi phạm kỷ luật nên đã bị đưa xuống đội tăng gia. Tại đây, Chiêm có quan hệ thân thiết với anh Nguyễn Văn Xuân, sinh năm 1950 ở huyện Đông Hưng, Thái Bình. Xuân do trộm cắp nên bị xử 9 tháng tù giam. Trước khi vào trại, Xuân có gửi cho Chiêm một xe đạp Phượng Hoàng và một đồng hồ Liên Xô. Ngày 16 tháng 10 năm 1981, Xuân mãn hạn tù quay trở lại đơn vị. Đến ngày 20 tháng 10 năm 1981, Chiêm về huyện Vũ Thư, còn Xuân thì về huyện Đông Hưng. Khi các trinh sát đưa ảnh nạn nhân, đơn vị đã khẳng định đây chính là Xuân, một nút thắt được tháo gỡ. Cùng vào thời điểm này, một tổ trinh sát tìm đến nhà Xuân. Sau khi xem bức ảnh, vợ Xuân cũng nhận ra đây là chồng mình. Lý do mà suốt nhiều tháng trời, gia đình Xuân không hề đả động gì là vẫn nghĩ Xuân ở đơn vị quân đội. Ngay sau đó, chị C, vợ Chiêm, được mời lên làm việc. Tại đây, chị này đã khai nhận những điều mình biết về sự liên quan của chồng đến cái chết của anh Xuân. Theo đó, sau khi về Thái Bình, anh Xuân tìm đến gặp Chiêm để đòi lại xe đạp và đồng hồ, nhưng do đã bán để tiêu pha nên Chiêm không trả được. Rạng sáng ngày 28 tháng 10 năm 1981, khi anh Xuân ra về, Chiêm đi lặng lẽ theo sau. Khi hai người đi tới giữa cánh đồng vắng vẻ, Chiêm bất ngờ lấy súng ra, bắn 3 phát ở tầm gần, khiến anh Xuân tử vong ngay tại chỗ. Gây án xong, Chiêm rời khỏi hiện trường trở về nhà sinh sống bình thường. Chỉ đến khi linh tính chuyện công an đang bí mật điều tra về hắn, Chiêm đã uống thuốc sâu tự tử để kết thúc cuộc đời đầy rẫy tội lỗi mà mình đã gây ra.